Dạ, em chào mọi người. Đây là cái bồn nhựa 500 lít của Bình Minh. Bồn này được giao về quận Tân Phú. Giao về giáp cho khách hàng ở quận Tân Phú gần kênh 19 tháng 5. Cái bồn nhỏ như vậy thì giao bằng xe Honda là mình dễ đi lắm. Dễ chạy luôn. Đây, có chữ 500 lít này. Quét 4 độ phi, 2 độ phi dưới ở hai bên và 2 độ phi trên. Đang chàng giàng cho kỹ càng là đi nó khỏi bị tuột. Ai mình cần sử dụng bồn nước, cần thợ lắp đặt bồn nước, cần đổi bồn nước khác, cần đổi bồn nước lớn hơn hay bồn nước nhỏ hơn, cần vệ sinh bồn nước, hoặc mình đang xa sử dụng bồn nước mà gặp vấn đề gì về chảy lủng sập chân đế thì mình có thể vui lòng gọi điện tới cho bên em có thợ tới hỗ trợ mọi người mình nha. Thợ xông rửa bồn nước, hàn rửa bồn nước, hàn lại chân đế, thay bồn nước mới, lắp thêm máy nước nóng năng lượng mặt trời. Hay mình còn chưa rõ vấn đề gì về giá cả hay cách lắp đặt thì mình cũng có thể gọi tư vấn được mọi người. Em chào mọi người mình nha. Mình nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin về bồn nước hơn. Cái bồn nước 500 lít này thì nó chiều ngang khoảng hơn 80, chiều dài khoảng 1m3, 1m27 á, và chiều cao cũng cỡ 87 phân. Đấy, nhà mình mà có diện tích nó nằm trong khoảng đó thì mình có thể đặt được cái bồn 500 lít. Bồn 500 lít thì sử dụng được cho gia đình có 2 người. Mình nhiều người hơn hoặc mình sử dụng nhu cầu nước nhiều hơn thì mình gắn bồn 1.000 lít. 500 lít thì chỉ sử dụng cho 1 người hoặc 2 người. Gia đình ít người, lâu lâu sử dụng nước thì mình sử dụng bồn 500 lít mọi người ha. Bồn 500 lít ngang thì phù hợp với những người mà những gia đình mà không có cái chiều cao chỗ để bồn á. Ví dụ như bồn 500 lít ngang mình có thể để trên nóc nhà tắm này, mình để trên nóc nhà này, mình nhìn có thể là nó an toàn. Còn gia đình mình muốn sử dụng bồn đứng cũng không sao hết ha. Bồn ngang thì nhìn hình thức nó thấp hơn, nó gọn hơn, nó nhiều góc cạnh, nhiều đường nét hơn bồn đứng. Ai mình cần sử dụng bồn ngang thì mình có thể liên hệ với bên em. Bồn này bên em đang thanh lý với giá rất chi là hữu nghị, có 1,2 triệu thôi mọi người ha. Rồi em chào mọi người, tạm biệt mọi người nha. Dạ, 1 tiếng là con chạy lên đường kênh 19 tháng 5 đúng không? Dạ.